Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục 8 điện máy. Và tuần này thì Cẩm Tú sẽ cùng các bạn chọn các sản phẩm để biến căn nhà của mình thành một ngôi nhà công nghệ. Hãy cùng xem ngày hôm nay chúng ta có gì nhé. Để xem chúng ta sẽ bắt đầu ngôi nhà thông minh từ đâu nha. Thôi thì ưu tiên cho chị em phụ nữ trước nhé. Thực ra việc nhà là công bằng cho cả nam và nữ luôn, nhưng mà vì chị em hay làm cho nên là mình mới nói như vậy. Và sản phẩm đầu tiên mà Tú muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chiếc máy giặt LG Twinwash. Đây là một sản phẩm khá là thú vị nếu như mà các bạn có nó trong căn nhà của mình. Máy giặt LG Twinwash được tích hợp Wi-Fi thông qua ứng dụng SmartThings. Các bạn có thể khởi động hoặc là tạm dừng máy, theo dõi chu trình giặt từ xa bằng cách sử dụng lệnh thoại trên ứng dụng điện thoại thông minh. Máy giặt này có hai lồng giặt, có thể giặt riêng biệt hai mẻ giặt cùng lúc. Khi lồng giặt chính giặt đồ có khối lượng lớn thì lồng giặt mini sẽ giúp các bạn giặt riêng quần áo em bé, quần áo trắng. Sản phẩm được đánh giá là một trong những thiết bị gia dụng có thiết kế thông minh nổi bật trong thị trường máy giặt. Và tiếp theo, nếu như được thì các bạn có thể trang bị một stylist riêng cho căn nhà của mình luôn với tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler. Nó sẽ giúp các bạn chăm sóc toàn bộ quần áo của mình bằng sự khéo léo và thông minh. Công nghệ giặt hơi nước của tủ sẽ loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn có trên quần áo. Tiếp theo đó, chế độ sấy khô nhẹ nhàng giữ cho quần áo phẳng phiu hơn so với sử dụng máy giặt thông thường. Bên cạnh đó, chiếc tủ này còn tích hợp gương thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo cho phép các bạn lựa chọn những mẫu thời trang phù hợp với vóc dáng của mình, cảm giác như là có stylist riêng chăm chút hàng ngày. Đầy đủ đồ giặt giũ rồi thì các bạn nghĩ xem là chúng ta nên thêm gì nữa? Một chiếc tủ lạnh thì sao? Không biết là chiếc tủ lạnh nào thì sẽ phù hợp cho căn nhà thông minh đây? Các bạn có thể xem qua chiếc tủ lạnh LG InstaView Door & Door này. Các bạn chỉ cần gõ vào màn hình cảm ứng trên cửa 2 lần là có thể thấy đồ ăn bên trong mà không cần mở tủ. Tủ có thể đề xuất công thức nấu ăn dựa trên thành phần được lưu trữ bên trong. Các bạn còn điều khiển từ xa, chẩn đoán tất cả các vấn đề của tủ bằng điện thoại thông minh. Nó còn có thể kết nối với tất cả các thiết bị gia dụng tương thích thông qua điều khiển bằng giọng nói. Nên các bạn cùng lúc vừa có thể nghe nhạc, nè, xem phim và nghiên cứu công thức nấu ăn rất là tiện lợi. Một căn nhà thông minh thì phải khiến cho mình cảm thấy vui vẻ hơn đúng không nào? Thực ra là muốn cập nhật cho các bạn giá của các sản phẩm TV sắp ra mắt từ tháng 4 này của LG. Đương nhiên là các TV này đều sở hữu những công nghệ đỉnh nhất hiện nay như là tích hợp lệnh thoại Amazon Alexa, Google Assistant và HDMI 2.1. Phía trên là bảng giá, nhưng mà theo mình thì các bạn không nên mua những cái sản phẩm này khi nó vừa mới ra mắt, bởi vì là OLED của LG thì có xu hướng là giảm giá vào những cái dịp gần cuối năm. Cân nhắc để tiết kiệm nha các bạn, có khi là chúng ta làm được hẳn một cái chuyến du lịch luôn đó. Không biết là những sản phẩm vừa rồi thì đã làm hài lòng các bạn cho một căn nhà công nghệ chưa? Nếu như mà có những cái sản phẩm nào thú vị hơn thì các bạn có thể cho tôi biết bằng cách là để lại bình luận phía bên dưới nhé. Và nhớ là subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh để chúng ta cùng tám vào tuần sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.